đánh như này khoảng 1 đến 2 lần trong ngày là được, khi nào hết đèn thì thôi nhá. Đây nhá, mọi người có thể đánh gì ở tay này, ở chân này, ở cổ gáy này, ở khắp mặt này. Đấy, thì bất cứ chỗ nào mình đánh cũng được. Thông thường thì đánh thì trên mặt nó dễ ra nhất, nhưng tuy nhiên không loại trừ ở tay nó cũng ra như này, mọi người thấy không? Đèn xanh luôn. Đấy, xanh xanh luôn. Đấy, có khi tí đánh ở trên chân thì lại không ra đen, hoặc trên mặt lại không ra đen, tùy vị trí nhá. Đấy, chúng ta cứ đánh thử xem nó khoảng 40 tiếng đếm, 50 tiếng đếm, nếu nó ra đen thì cứ thế tiếp tục đánh khoảng vài phút thôi. Đấy, khoảng 50 phút tại một cái vị trí này. Nếu một ngày chỉ đánh một lần thôi. Và đánh xong vậy thì mình sẽ lấy cái giấy khô này, hoặc là lấy cái bông này, bông tẩy trang này, mình lau nhẹ nhàng nó đi này. Đấy. Mình lau nhẹ như này nhá. Đấy, lau nhẹ như này. Đấy. Lau nhẹ, mọi người thấy này. Đen xanh không? Thấy không? Nếu cái đây không phải bẩn nhá, bẩn thì nó khác nhá. Mà đây là vết màu đen như nhọn rồi luôn. Đấy. Mình lau đi này. Có khi hôm nay mình đánh á, mình lau nó đi như này á, mai mình đánh nó không ra nữa đâu. Có khi đánh 2-3 lần là hết luôn. Đấy, mà mình đánh á, mình nó nhẹ nhàng thôi nhá, mình dùng cái con bọ cạp này mình đánh rất là nhẹ thôi, đừng có đánh mạnh tay. Cái phương pháp của mình nó đặc biệt ý, là nó không gây máu bầm, không cạo làm bầm tím da, nó rất là hay như vậy. Đây là phương pháp cạo gió mới, cạo gió Bách Chi nhá mọi người nhá. Đấy, để mua hàng chính hãng các bạn nhớ là trên thân này có khắc chữ Bách Chi đẹp như này. Đấy, và số điện thoại bên mình nhá, bên mình bảo hành 2 năm, cái thân này là sừng và đầu này là bi bạc xịn nhá. Đấy, cái phương pháp cạo gió để giải độc giải hàn, giúp cho máu huyết lưu thông nhá. Rồi, và đánh như này khoảng 1 đến 2 lần trong ngày là được, khi nào hết đen thì thôi nhá.